Tối qua mùng 6 tháng 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với thành phố Paris tổ chức Tết Cộng đồng với sự tham dự của đại diện chính phủ Pháp, chính quyền địa phương, các đoàn ngoại giao tại Paris, các hội đoàn hữu nghị và hợp tác với Việt Nam cùng đông đảo bà con Việt Kiều. Được tổ chức sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đây là hoạt động tiếp tân lớn nhất có ý nghĩa quan trọng diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ký kết đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Đây cũng là sự kiện văn hóa quan trọng giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và thành phố Paris nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển. Trong không khí phấn khởi, tràn đầy hy vọng và động lực bước vào năm mới, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, giữa thành phố Paris và các địa phương của Việt Nam sẽ có bước phát triển mới. Mong bà con đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của quê hương Việt Nam. Tối ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 2, tỉnh Long An tổ chức liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ mở rộng với gần 150 nghệ nhân tài tử đờn, tài tử ca tụ hội về nơi lưu niệm đức nghệ nhân tiền phong nhạc lễ, nhạc tài tử Nam Bộ Nguyễn Quang Đại tại đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước. Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ mở rộng năm nay diễn ra trong bối cảnh Long An đang tiếp tục triển khai thực hiện cam kết với UNESCO. Sau khi nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Loại hình nghệ thuật này được nghệ nhân nhạc sư Nguyễn Quang Đại, một nhạc quan của triều đình Huế, khi đến vùng đất này vào những năm cuối thế kỷ 19, đã đào tạo nên nhiều thế hệ tài năng của nhạc tài tử Nam Bộ, trở thành di sản chung của dân tộc. Ngày 15 và 16 tháng Giêng hàng năm, tại đình Mỹ Lệ là ngày hội tụ của giới đờn ca tài tử và nhân dân địa phương với hoạt động liên hoan, tham gia giao lưu của nhiều câu lạc bộ, đội nhóm đờn ca tài tử trong khu vực. Hoạt động truyền thống này đã được tỉnh Long An duy trì 27 năm. Tối mùng 6 tháng 2, chương trình thơ nhạc với chủ đề Đồng Tháp, nhịp điệu mới được tổ chức tại Đồng Tháp với nhiều ca sĩ, diễn viên biểu diễn chống hội chào mừng, ca múa nhạc và ca cổ, hát dân ca và hò Đồng Tháp, ca cảnh. Các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức và đông đảo người dân đã được đắm chìm trong không khí thơ ca của những ngày đầu xuân, do chính tác giả hoặc người diễn ngâm trình bày. Năm 2022 và những ngày đầu xuân 2023, có thể nói mùa thơ của đất sen hồng Đồng Tháp được gặt hái với những quả thơ tròn đầy. Nhiều bài thơ được sáng tác tại vùng đất này thể hiện sự tươi sáng, đậm chất sống và chất tình. Đêm thơ thu hút số lượng người xem đông nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Đồng Tháp. Trang Booking.com, một trang web du lịch trực tuyến đứng đầu thế giới, đã công bố giải thưởng Traveler Review Awards 2023 với nhiều hạng mục. Trong đó, Ninh Bình là địa điểm du lịch duy nhất ở Việt Nam lọt trong top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Trong top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới, đại diện của Việt Nam là Ninh Bình vinh dự xếp vị trí thứ 7. Kết quả dựa trên gần 240 triệu nhận xét, đánh giá từ các du khách, chuyên gia đã từng đến thăm điểm đến du lịch, ở lại cơ sở lưu trú và sử dụng dịch vụ ở nơi đó. Bình chọn được mở ra từ ngày 1 tháng 12 năm trước và kéo dài đến ngày 30 tháng 11 năm sau. Các tiêu chí bình chọn dựa trên việc cung cấp dịch vụ, giá trị nhận lại từ chi phí bỏ ra, lòng hiếu khách. Đây là động lực quan trọng để ngành du lịch Ninh Bình tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu điểm đến non nước Ninh Bình từ chính giá trị thiên nhiên cùng vẻ đẹp thân thiện, văn hóa, văn minh của những người làm du lịch. Thưa quý vị, tục thờ thần rừng thần nước là tín ngưỡng dân gian có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của người Mông ở Hà Giang. Tuy nhiên, tín ngưỡng này hiện đang dần bị mai một. Việc phục dựng và duy trì lễ hội cúng thần rừng thần nước vào dịp đầu năm mới vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng cho thế hệ trẻ. Lễ cúng thần nước thần rừng là một trong 3 nghi lễ cổ của người Mông. Bên cạnh lễ hội Gầu Tàu và lễ hội Dâu được Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức, tái hiện vào dịp đầu xuân, người Mông quan niệm rằng nước là yếu tố cấu thành vạn vật, là mạc nguồn của sự sống. Rừng là cái nôi nuôi sống cộng đồng, chở che cho dân làng khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Có núi, có rừng, thì là có cái rừng thì mới giữ được cho cái nguồn nước nó chảy quân nam hơn. Thế là trong cái bài khấn thì cũng có một đoạn là khấn là ta phải giữ nguyên rừng thì dân mới có nước uống. Đấy. Là cái này là từ xa xưa rồi. Chúng tôi thấy cần thiết là phải phục dựng cái lễ hội
cúng cái thần rừng và thần nước. Bởi vì hiện tại rừng của chúng ta cũng đang bị chặt phá tương đối nhiều. Chúng ta đang phát động phong trào trồng lại rừng. Nguồn nước của chúng ta hiện tại cũng đang nguồn nước ngầm đang bị cạn kiệt. Nhất là các huyện vùng cao nguyên đá Đồng Văn hiện tại cho đến thời điểm ngay như bây giờ đang là mùa đã khát. Chính vì lẽ đó nên chúng tôi chọn lễ hội cúng thần rừng thần nước để mong làm sao cho rừng chúng ta luôn luôn sinh sôi phát triển để che chở cho bản làng. Xuyên suốt lễ hội là nghi lễ cúng đất trời, thần linh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống. Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ được phục dựng trong lễ hội mà còn được tiếp nối trong đời sống thường nhật. Các không gian văn hóa nhằm giúp phát triển cho du lịch địa phương, thu hút du khách gần xa đến với vùng cao nguyên đá. Tất cả mọi người lên đây thì ngoài trải nghiệm những cái phong cảnh của vùng cao rất là đẹp như thế này thì mọi người cũng muốn cái trải nghiệm những cái văn hóa. Cả gia đình cũng lần đầu tiên được nghe cái tiếng khèn với cái tiếng chiêng trực tiếp. Thì rồi thì những cái lễ rồi sự chuẩn bị của mọi người rồi cái gọi là cái tinh thần với lại cái tín ngưỡng của người Mông ấy thì thấy rất là đặc sắc, rất là hay. Gìn giữ những nét đẹp trong nghi lễ, phong tục truyền thống như lễ cúng than rừng không chỉ là hoạt động bảo tồn văn hóa mà còn là cách biến di sản thành tài sản để thu hút du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển quê hương. Thời điểm sau Tết khi mà những cành đào gốc quất dần tàn phai thì cũng là lúc những cành hoa lê của núi rừng Tây Bắc tinh khiết nở rộ, trong trẻo khoe sắc giữa mùa xuân. Những cành lê rừng trắng muốt đồng loạt xuống phố được người Hà Nội yêu thích và săn tìm như níu giữ mùa xuân Tây Bắc ở lại. Những ngày gần đây, nhiều người tìm đến tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, chợ hoa Quảng An để sắm những cành lê trắng muốt về cắm tại nhà. Đây là thú chơi hoa sau Tết của người Hà Nội trong vài năm trở lại đây. Năm nay, số lượng khách đến mua hoa lê tấp nập, nhộn nhịp hơn so với năm ngoái. Thời gian chơi lê bền hơn so với hoa mận hay hoa mai. Những cành nhiều nụ có thể chơi đến 2 tháng. Do đó, loại hoa này rất được người dân thủ đô ưa chuộng. Sau khi chơi đào đến khoảng mùng 10 âm trở ra, đào tàn thì nó bắt đầu đến lê. Thì thường mình cứ tầm khoảng từ 12 đến 15 là mình sẽ đi lên đây mình mua lê về chơi. Dẫu có nhiều loài hoa nở vào mùa xuân, thế nhưng nhiều người dân vẫn lựa chọn chơi hoa lê không chỉ bởi vẻ đẹp thuần khiết mà còn vì những triết lý nhân sinh ẩn sâu trong cành lê khẳng khiu, cằn cỗi. Cái lê này nó thể hiện sự cốt cách, nó là nhân văn của cuộc sống. Nó cho mình cái hứng thú lắm. Vì khi cành nó rất là khô khốc. Nhưng mà đến khi nó nở hoa, hai cái sự biến đổi nó khác hoàn toàn. Sự biến đổi một cách đột biến mà người ta cảm thấy ngỡ ngàng cho cái nét đẹp của Tây Bắc. Lê nó màu trắng, trắng khác đặc biệt hơn so với màu trắng khác. Bông thì to, tự nhiên cứ nhớ đến cái bài cành lê trắng điểm thì tự nhiên nó ấn tượng một chút. Hoa lê thường nở vào sau dịp Tết Nguyên đán. Hoa có màu trắng tinh khôi, khi nở năm cánh bật ra từ thân cành xù xì, tạo vẻ đẹp hoang dã mà tinh khiết. Hiện giá mỗi cành lê rừng dao động từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy vào kích thước, tùy dáng thế. Năm nay Tết sớm và thời tiết thất thường, hoa lê nở chậm hơn so với những năm trước, khiến cho người mua cũng lựa chọn khắt khe hơn. Năm nay thì thời tiết sương muối nhiều, trên kia lạnh thì là hoa nở chậm hơn mọi năm. Đấy là cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc kinh doanh của mình. Đa số khách thì theo xu hướng chơi thì muốn là nó bật hết lên, nảy xanh hết, chuẩn bị ra hoa rồi. Nên là khách hàng sợ là mua về không nở được, nhưng mà mình vẫn tư vấn cho khách là bây giờ lụ chậm do thời tiết chứ không phải là do cây không nở. Mình hy vọng là các bà con cũng mang nó xuống từ từ thôi. Chứ nếu mang xuống ổ ạt trong một thời kỳ ngắn ấy, thì rừng rồi cái cánh rừng lê nó sẽ bị ảnh hưởng. Việc cắm cành hoa lê trong nhà khiến cho nhiều người có cảm giác như níu được mùa xuân ở lại. Những cánh hoa mỏng manh, trắng muốt mang hương sắc thiên nhiên Tây Bắc tràn ngập tháng riêng.